Xin chào các bạn, có rất là nhiều bạn đã nhắn tin cũng như là bình luận ở dưới những cái video dạy phát âm của mình á, hỏi là nếu mà các bạn tập phát âm bằng tiếng Anh mà chỉ uh, học một mình thôi á thì làm sao mà mà mình có thể gọi là kiểm tra được là mình phát âm đúng hay sai? Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ được được gọi tên là Pronunciation Checker, nó là một cái trang web nha các bạn. Các bạn có thể um, gọi là đánh cái text của mình vào đây nè. Rồi xong các bạn sẽ thu âm cái giọng nói của mình và nó Uh, sẽ tự động biến cái giọng nói của bạn thành thành text luôn đó nếu mà các bạn phát âm chuẩn đó, thì nó sẽ chuyển ra đúng còn nếu mà các bạn phát âm sai thì nó sẽ chuyển ra sai thì nó sẽ so sánh cái đoạn text của bạn với uh, cái uh, cái cái đoạn voice của bạn đó, có đúng hay không Nếu mà nó đúng đó, thì nó sẽ match với nhau Và nó sẽ ra được cái con số phần trăm là Bao nhiêu phần trăm đúng Thì phát âm rất là quan trọng trong kỳ thi IELTS Speaking Cũng như là hai kỳ thi mà gần đây Nhiều bạn cũng đi thi đó là PTE Là TOEFL là hai kỳ thi này là thi trên máy tính Và cái phần phát âm quan trọng là do là cái máy tính đó là là sẽ chấm một nửa số điểm của bạn và người chỉ sẽ chấm một nửa số điểm nếu mà bạn phát âm sai thì máy sẽ không nghe được thì nó sẽ không ra được cái số điểm cao được á. Cho nên đó là ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái công cụ này ha. Thì đầu tiên á các bạn thấy đây, đó nó có cái ô là text to speech nè. Các bạn sẽ đánh cái 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 đoạn nó vào thì bây giờ mình có chuẩn bị một cái đoạn rồi. Mình để cái đoạn văn của mình vào đây ha, xong mình kéo ra cho dễ thấy. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nói, nói vào đây và nó sẽ um, generate cái um, cái bài nói của mình ở đây nè. À, có nghĩa là nó sẽ chuyển cái giọng nói của mình ra thành chữ xuống dưới đây. À, nếu mà mình phát âm đúng á, thì nó sẽ ra y chang những cái gì trên đây luôn nè các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ thử ha. Recently, I've received a bunch of messages from students asking me how they can practice speaking English without a partner. You may find a solution to this problem in the video. As you know, the only way you can do to improve your speaking is to practice every day. You have to actually speak. But what if you don't have anyone to check your pronunciation? Well, there's a technique that allows you to practice English pronunciation by yourself. Technically, no speaking partner is required. This technique can help improve many aspects of your spoken language, such as sentence structure, your grammar, your vocabulary, and most importantly, your ability to express thoughts and ideas effectively. Đó, khi mình nói xong thì mình sẽ bấm nút stop ở đây. Ở trên này mình thấy mình có sai nè, ví dụ như technique này không có S đâu. Ok. Rồi ví dụ như như allow you to practice. Ok. cho đúng vậy ha, xong rồi các bạn sẽ compare nè. Ok. Là mình được 96% các bạn. Đó, thường thì mình nói các bạn học viên của mình đó là trên 80% là ok bởi vì nhiều khi máy á, nó nó cũng có lỗi trong đó. Ở đây ví dụ như nãy các bạn thấy khi mà mình đọc đó này, nó generate là recently I received là nó đúng chứ I received luôn nè. Nhưng mà không hiểu tới đây tự nhiên nó so sánh với cái này nó kêu sai, không hiểu. Đó, có thể là do cái người code nó code sai. Đó, một vài lỗi nhỏ nhỏ như vậy thì cũng không sao. À, miễn sao là các bạn trên được 80-90% càng tốt ha. Và hy vọng là các bạn sẽ sử dụng công cụ này thành công trong việc uh, luyện tập phát âm của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới nha.